Vừa qua tại Hà Nội, kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Hợp tác về Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Ai Cập do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Cao Quốc Hưng và Thứ trưởng Bộ Công thương Ai Cập Ibrahim El-Saghini đồng chủ trì đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thương mại, công nghiệp giữa hai nước. Tại kỳ họp, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác thương mại và công nghiệp kể từ kỳ họp lần thứ nhất tháng 4 năm 2018, trao đổi về tình hình khu vực và thế giới có ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế giữa hai nước, thảo luận và thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Hai bên cũng đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực công nghiệp, trao đổi một số định hướng và giải pháp để tăng cường hơn nữa kết nối kinh tế giữa hai nước và khắc phục những tác động của dịch bệnh COVID-19. Một số nội dung hợp tác cụ thể được hai bên trao đổi bao gồm xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp tục phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của hai bên trong việc xem xét, dành cho nhau cơ hội tiếp cận thị trường, phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trực tuyến nhằm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics, trao đổi thông tin về chính sách phát triển công nghiệp, xem xét khả năng hợp tác các lĩnh vực công nghiệp, điện, dệt may, hóa chất, ô tô, vật liệu xây dựng, viễn thông, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Nhân dịp này, Việt Nam cũng đề nghị phía Ai Cập mở cửa thị trường cho một số hàng nông sản mà Việt Nam có thế mạnh, bao gồm thanh long, vải, gừng, nghệ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu sang Ai Cập, tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng trong lĩnh vực halal. Kỳ họp đã kết thúc thành công, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Tiểu ban Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Ai Cập nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh thương mại thế giới và khu vực đang gặp nhiều khó khăn với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn. Oh.